Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng trở nên nóng hơn với những diễn biến kịch tính và khó đoán trước kết quả. Theo hãng tin Sputnik, các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Starokonstantinov đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng dành cho việc triển khai tiêm kích F-16 của Ukraine. Sputnik dẫn nguồn tin riêng từ quân đội Nga cho biết, các cuộc tấn công của Moscow vào rạng sáng ngày 26 tháng 5 đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine tại thành phố Starokonstantinov thuộc tỉnh Khmelnytsky, trong đó có cả một sân bay dự kiến sẽ là nơi Kiev triển khai phi đội tiêm kích F-16. Nguồn tin của Sputnik cho biết, một trong những cuộc tấn công hôm nay đã nhắm vào sân bay quân sự ở Starokonstantinov, nơi được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp nhận tiêm kích F-16 và có thao trường huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây viện trợ. Nguồn tin cho biết thêm, quân đội Nga cũng tấn công vào một trạm biến áp ở Starokonstantinov, khiến thành phố này bị mất điện. Truyền thông Ukraine trước đó đã công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV của Nga vào sáng ngày 26 tháng 5 vào nhiều khu vực của nước này, trong đó phần lớn nhằm vào thành phố Starokonstantinov và sân bay cùng tên. Sân bay này đã từng nhiều lần phải hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga, do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24, được trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow, Scaf-EG do Anh và Pháp viện trợ. Đầu tháng 5 vừa qua, các phương tiện truyền thông của Ukraine đưa tin lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Kiev vào tháng 6 hoặc tháng 7. Trong khi đó, nhóm phi công chiến đấu đầu tiên của Ukraine đã hoàn tất chương trình huấn luyện với F-16 tại căn cứ quân sự ở Arizona của Mỹ. Sau chương trình huấn luyện tại Mỹ, nhóm phi công trên sẽ đến châu Âu để đào tạo bổ sung. Hiện tại, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Kiev tổng cộng 60 chiếc F-16. Về phía Nga, Moscow đã cảnh báo rằng các chuyến hàng vũ khí của phương Tây chỉ làm kéo dài cuộc chiến ở Ukraine mà không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 cho biết bất kỳ chiếc F-16 nào được cung cấp cho Kiev sẽ bị lực lượng Nga bắn hạ, đồng thời cho biết khả năng chiếc máy bay này có thể mang theo vũ khí hạt nhân sẽ được tính đến. Tổng thống Putin nói thêm, nếu những chiếc F-16 được triển khai từ sân bay của các nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể chúng ở đâu. Trong khi đó, truyền thông Ukraine mới đây cho biết, một UAV của nước này đã tập kích hệ thống radar nằm sâu 1.800 km trong lãnh thổ nước Nga, mức xa nhất từ trước đến nay. Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin trong cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho hay, một UAV của đơn vị này được cho là đã tấn công vào trạm radar phát hiện mục tiêu tầm xa Voronezh-M đặt tại thành phố Oz thuộc tỉnh Orenburg của Nga vào ngày 26 tháng 5. Nguồn tin cho hay, UAV của Ukraine đã bay hơn 1.800 km tới mục tiêu của Moscow, lập kỷ lục mới về phạm vi tấn công của máy bay không người lái tự sát. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, một UAV đã bị rơi gần Oz và mục tiêu của UAV có thể là một cơ sở quân sự. Theo Ukrainska Pravda, mục tiêu xa nhất của Nga bị máy bay không người lái Ukraine tấn công là một cơ sở ở thành phố Salavat của Cộng hòa Baskotostan thuộc Nga, cách biên giới với Ukraine hơn 1.600 km. Voronezh-M là một phần của hệ thống radar cố định tầm xa của Nga. Nó được thiết kế để phát hiện các mục tiêu không gian và khí động học, bao gồm tên lửa đạn đạo và hành trình. Radar này hoạt động ở dải sóng 1 m và có phạm vi phát hiện mục tiêu lên tới 6.000 km. Hôm 23 tháng 5, có thông tin cho biết một máy bay không người lái của Ukraine có thể đã tấn công một trạm radar Voronezh-DM nằm ở làng Globoki ở Krasnodar Krai của Nga. Vụ tấn công dẫn đến hỏa hoạn. Mỹ và nhiều nước phương Tây tới nay vẫn không cho phép Ukraine dùng vũ khí được viện trợ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nên Kiev không còn lựa chọn nào khác là phải tự phát triển UAV để tập kích đối phương. Từ năm ngoái, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000 km, đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm. Hiện thời, Ukraine dựa vào các cuộc tập kích bằng UAV để làm ảnh hưởng tới nguồn tài chính của Nga, tấn công vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng dầu khí nhằm gia tăng áp lực cho nền kinh tế Nga. Thưa quý vị, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022, hàng ngàn lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cùng quân đội Kiev. Chính vì vậy mà phía Nga đã cảnh báo, lính đánh thuê nước ngoài do Ukraine tuyển dụng sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp và nhiều lần tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào các trại huấn luyện lính đánh thuê của Ukraine.
theo tiết lộ của cựu quân nhân lực lượng vũ trang Anh Dan Ridley với tờ The Sun về trung tâm huấn luyện liên kết với quân đội Ukraine. Đây là căn cứ tiền phương bí mật ở khu vực Kharkov, nơi lính đánh thuê Mỹ và Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine và chủ tài trợ cho công việc này, không phải là Kiev. Ấn phẩm này cho biết, tất nhiên còn có những căn cứ khác nữa nhưng đã bị đầu đạn Nga tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên thông báo về những đòn tấn công giáng vào các địa điểm bố trí lính đánh thuê nước ngoài. Chẳng hạn như hôm 17 tháng 1, đòn tấn công có độ chính xác cao của quân Nga đã phá hủy điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkov. Có thông tin hơn 60 lính đánh thuê đã thiệt mạng. Sau đó, đại sứ Pháp tại Moscow Pierre Levy đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Mặc dù có nhiều bằng chứng về sự hiện diện của lính đánh thuê Pháp trong lực lượng vũ trang Ukraine, tuy nhiên Bộ Ngoại giao Pháp vẫn cố gắng chối bỏ sự hiện diện của người Pháp trong các đơn vị Ukraine. Gọi thông tin hàng chục lính đánh thuê của Pháp bị tiêu diệt ở Kharkov là sự đầu cơ thô thiển của người Nga. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược Klestivka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong một tuyên bố, bộ này cho biết khu định cư đã được giải phóng do các hành động tích cực của nhóm lực lượng miền Nam của Nga. Giao tranh trong khu vực đã nổ ra ít nhất từ mùa xuân năm 2023, trùng với thời điểm giao tranh ác liệt ở Bakhmut, nằm cách 10 km về phía Bắc và được quân đội Nga giải phóng hoàn toàn vào tháng 5 năm ngoái. Quân đội Ukraine mô tả Klestivka là một trung tâm hậu cần quan trọng, nằm trên vùng đất cao với tầm nhìn tuyệt vời ra các tuyến đường tiếp tế gần đó. Thưa quý vị, cập nhật diễn biến nóng liên quan đến chiến sự tại miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đầu tuần này thông báo cánh quân Nam đã kiểm soát hoàn toàn làng Belogorovka ở tỉnh Lugansk, mục tiêu mà Ukraine tái kiểm soát trong chiến dịch phản công chớp nhoáng hồi tháng 9 năm 2022. Trong các đoạn video ghi lại những khoảnh khắc giao tranh ở khu vực trên, đáng chú ý có hình ảnh lực lượng Nga dùng pháo phản lực BM-21 Grad và pháo nhiệt áp TOS-1A liên tục pháo kích vào Belogorovka trước khi tuyên bố kiểm soát mục tiêu này. Trang Aviapro của Nga đã đăng video cuộc tập kích của pháo binh vào Belogorovka trước khi lục quân nước này chiếm được ngôi làng. Video cho thấy quân đội Nga khai hỏa hàng trăm quả đạn vào các vị trí của binh sĩ Ukraine chỉ trong vòng vài phút, gây ra hàng loạt vụ nổ lớn liên tiếp, làm rực sáng cả khu vực. Aviapro viết, chiến dịch tấn công Belogorovka bắt đầu bằng một đợt oanh tạc quy mô lớn. Cùng với đó là đòn tập kích bằng pháo binh, đóng vai trò quyết định, tạo điều kiện để lực lượng Nga nhanh chóng tiến lên và chiếm các vị trí then chốt trong làng. Đồng thời cho biết thêm rằng, quân đội Ukraine đã phải rút lui do hứng chịu tổn thất lớn. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine nhận định, lực lượng Nga đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad và pháo nhiệt áp TOS-1A để giải thảm hỏa lực vào làng Belogorovka. Một tài khoản bình luận, hãy nhìn các vụ nổ cắt nhau như thế nào. Họ không ưu tiên sự chính xác mà chỉ muốn phủ kín hỏa lực lên toàn bộ khu vực. Một người khác cho rằng cảnh tượng trong video không khác gì địa ngục. Ruslan Chat, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở tại Mỹ cho rằng lực lượng Nga đang áp dụng chiến thuật tiêu thổ, phá hủy tất cả mọi thứ mà đối phương có thể sử dụng để duy trì sức kháng cự. Ông Ruslan Chat cho hay, quân đội Nga sử dụng chiến thuật này thường xuyên tại Ukraine, không chỉ để tấn công phòng tuyến của đối phương mà còn nhằm gây ra sự hoảng loạn tại các khu vực dân cư. Belogorovka có khoảng 800 cư dân trước chiến sự, được coi là biểu tượng về sự kháng cự của Ukraine tại tỉnh Lugansk. Do đây là một trong những ngôi làng hiếm hoi Ukraine còn kiểm soát tại khu vực này trước khi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn hôm 20 tháng 5. Aviapro cho biết Belogorovka có tầm quan trọng chiến lược vì nó nằm trên một hướng tiến công chủ chốt, đóng vai trò kiểm soát các tuyến đường dẫn đến những khu vực khác ở tỉnh Lugansk. Chiếm được Belogorovka sẽ giúp quân đội Nga củng cố vị thế và tạo điều kiện thuận lợi để phát động các chiến dịch tiếp theo. Kiểm soát toàn bộ Lugansk, tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022, hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Moscow. Có thể nói, sức công phá khủng khiếp mà pháo nhiệt áp TOS-1A mà Nga gây ra ở Belogorovka một lần nữa chứng minh được uy lực đáng sợ của nó. Thời điểm đầu tháng 4 năm 2024, quân đội Nga từng sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A để gây thiệt hại lớn cho phía Ukraine ở bờ Tây sông Donetsk.
nhằm gây bất ngờ cho Ukraine, các đơn vị nhiệt áp TOS-1A của Nga đã cố gắng di chuyển bí mật vào các hỏa điểm, rồi bất thần chút lượng lớn các quả phóng phản lực chết người lên mục tiêu đối phương vào giữa đêm. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga công bố một video ghi lại cảnh một khẩu đội pháo phản lực hỏa thần nhiệt áp TOS-1A, nhả đạn dữ dội vào một cứ điểm của quân đội đối phương. Đầu tiên, UAV trinh sát của Nga phát hiện các công sự và hỏa điểm của lực lượng đối phương. Sau đó, dữ liệu về tọa độ các mục tiêu đó được truyền tới một xe phóng TOS-1A. Kế đó, TOS-1A khai hỏa dữ dội, chút bão lửa về phía mục tiêu. Ông Alexei Goncharov, người đứng đầu cơ quan phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học của không quân Nga đánh giá, phương Tây không có đối thủ tương xứng với TOS-1A và hệ thống này có thể gieo rắc sợ hãi cho kẻ thù. Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ khí Nga Rosoboronexport Alexander Mikhip, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A đang là một trong 5 mẫu thiết bị quân sự mặt đất được bán nhiều nhất ở nước ngoài. Thiết bị như vậy không được sản xuất ở bất cứ nơi nào ngoại trừ Nga, và chúng tôi tự hào giới thiệu với các đối tác nước ngoài. Hệ thống này đã nhiều lần thể hiện đặc tính chiến đấu cao trong điều kiện chiến đấu thực tế, khi tiêu diệt các cứ điểm được củng cố tốt của các nhóm khủng bố ở Trung Đông. Thời điểm cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi ấy là tướng Sergei Shoigu, đã có chuyến thăm tới công ty xuất khẩu vũ khí Uranvagonzavod. Tại đây, công ty này đã báo cáo về việc tăng cường sản xuất hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A lên mức 250% nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các loại vũ khí uy lực mạnh của quân đội Nga, đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!